Còn tại thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, giá các loại xoài trên địa bàn đang tăng từ 1.500 đồng đến 5.000 đồng một ký so với tháng trước. Theo nhiều nhà vườn, hiện xoài cát chu có giá 30.000 đồng một ký, xoài cát quả lộc 47.000 đồng một ký, xoài tượng da xanh có giá 19.000 đồng một ký. Theo lý giải của nhà vườn, các diện tích xoài canh tác đang thu hoạch dứt điểm, nguồn hàng cung ứng cho thị trường giảm khiến giá xoài tăng. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua để phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.